Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bên cạnh đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 13 đến 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Trong đó, thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Về thời tiết trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2 mét, biển động. Từ đêm ngày 10 tháng 1, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Hà Nội có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, Tây Bắc từ 21 đến 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, vùng núi từ 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C. Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong thời gian qua, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động, nhất là những người có nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp, người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Thực hiện công điện ngày 24 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe người dân thời gian qua, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống một số vấn đề về sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường Y tế, vào mùa lạnh có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời, người lao động nông nghiệp, công nhân, những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp. Đối với người già và trẻ em trong mùa rét thì nên
hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài, nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dày để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang. Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt, đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh. Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia, đặc biệt là người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như caffeine. Không nên tắm khuya sau 22 giờ, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể. Cần vệ sinh miệng, họng sạch sẽ thường xuyên hàng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy. Súc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng giúp sát trùng cổ, họng và hạn chế viêm họng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn, tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh cúm. Ăn uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trong bữa ăn hàng ngày, cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đối với người lao động nặng, người cao tuổi, trẻ em cần cung cấp lượng tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin nhiều hơn so với những mùa khác nhằm tăng cường nhiệt lượng cho cơ thể chống rét. Đặc biệt là bổ sung vitamin A, C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tránh ăn uống đồ lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra vì dễ làm cơ thể nhiễm lạnh. Những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, mắc các bệnh hô hấp mãn tính, cơ xương khớp đã được chẩn đoán thì phải chú ý tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ. Rèn luyện thân thể, tập thể thao thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết lạnh. Thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết trên tất cả các phương tiện truyền thông. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh, nếu phải làm việc ngoài trời, cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm, cần phải giữ người, tay chân khô ráo, tránh ẩm ướt, đặc biệt công nhân làm việc ngoài trời, trong hầm lò, đeo khẩu trang trong khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp. Những ngày mưa rét, làm việc ngoài trời, phải trang bị và sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động, áo chống nước, áo mưa, mũ, găng tay, đệm bông và lớp ngoài chống nước, dây ủng ấm và chống nước. Vì quần áo, đầu tóc ướt sẽ làm mất nhiệt nhanh chóng, khiến cơ thể bị nhiễm lạnh. Khi ra ngoài trời lạnh, nhất thiết phải mặc ấm, đặc biệt cần giữ ấm cổ và ngực. Trong lúc lao động, nếu thấy người nóng lên thì nên cởi bớt áo dần dần để có đủ nhiệt lượng lao động và chống rét. Người lao động cần ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt là chất béo, glucid và nên ăn uống nóng. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.